Tôi nhận được một ổ khóa cực kỳ đặc biệt từ Tứ Kỳ Hải Dương. Vâng, xin cảm ơn bác Tùng, giấu tên bác Tùng. Đây là một cái ổ khóa, nói thật thì cũng lần đầu mới thấy thôi. Hôm trước thì bác ấy cũng có nhắn cho trước là cần làm cái ổ khóa này. Và ở khu vực của bác ấy thì không có phôi. Thì nói thật với bác thì em cũng không có phôi đâu. Thì đối với những cái loại phôi mà kiểu hàng nhập hay là hàng mà các bác mà đi nước ngoài hay mà mình sử dụng xong mình cầm về, thì Việt Nam mình rất ít sử dụng và không có sản xuất chuyên về cái cữ này. Đối với cái ổ khóa này của bác thì em thấy như sau. Nó khá khó như thế này. Một là cái phần chìa này nó dày hơn so với cái phần chìa bình thường. Cái thứ hai là cái phần rãnh lõm ở trên này. Đấy, nó có một cái gờ. Đây là những cái phôi của tôi. Thì phôi này thì cũng rất là nhiều loại. Bây giờ tôi phải tìm xem nó có cái phôi nào phù hợp. Mà nó còn phải dày như thế này nữa để còn chế cho nó mỏng bớt đi này. Dày lắm. Đây, cũng được được đấy. Cũng khá dày đấy. Là cái phôi trắng chưa có răng này. Bây giờ thì tôi sẽ khoan vào đây này. Xong rồi làm cái mép nhỏ bên này này, đục một lỗ trên này. Và sau đấy thì phải cắt một cái đường nhỏ đây để nó có một cái phần nắp đậy bên ngoài. Ở cái tấm này nó có thể xoay này. Đây, cái tấm này nó có thể xoay. Tấm này nó có thể xoay nên là phải làm thêm một đường nhỏ bên này nữa. Đó. Đây, bây giờ tôi sẽ cho cái chìa gốc vào đây. Chìa gốc này khá dày nha. Đây, tôi sẽ cho cái phôi trắng chưa có răng vào đây. Cái phôi này cảm nhận thấy là nó thấp hơn so với cái này một chút xíu này. Đấy, bây giờ mà kiếm được cái dày như này thì cũng hơi khó. Nhưng mà thôi được rồi, thử xem sao. Chưa được tay tìm kiếm cách khác. Khoan xong cái lỗ, bây giờ chúng ta sẽ lộn mặt bên này là cắt cái này đi này, cắt cái phần dư này đi này. Rồi ok, bây giờ chúng ta chuyển máy khác. Đây, đây là cái phôi vừa mới cắt xong này. Đây, cái này cần phải điều chỉnh lại này, khá sâu đấy. Ở đây vẫn đang thiếu một cái rãnh ở chỗ này. Bây giờ tôi sẽ thử chế cái rãnh vào đây xem có được không. Tôi thấy nó na ná này, nhưng mà bây giờ không xảy ra cái rãnh này. Cũng khó phết đấy nha. Không xoay được nha, không xoay được nha. Chúc mừng bác, và đây là cái phôi mà tôi vừa mới chế xong. Tôi thấy nó không ra cái gì cả, cắm vào thì vẫn chưa mở được. Đây, đối với cái ổ khóa này chúng ta có thêm một đường xẻ rãnh ở đây nữa. Ổ khóa này chia ra làm 3 đoạn. Thì phần trong cùng, phần thân và cái phần mép bên ngoài, để có thể xoay được cái phần mở khóa ngoài. Thì tôi cũng không chắc là mình có thể mở được thành công cái ổ khóa này. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể làm lại được chìa cho bác ấy. Nếu như chưa có thì hẹn bác ở video tiếp theo. Tôi sẽ cố gắng tìm phôi và làm lại cho bác, và cũng như là lên những cái video để cho anh em xem là cái độ khó của cái ổ khóa Tesa này.